hỏi là chị nấu cơm để cúng ông đấy hả? Ừ. Nó không thử mày hỏi mỗi năm. Dạ. Bữa nay mọi người thấy chị không đeo bao tay nữa, mọi người mừng lắm, vui lắm. Chưa ăn gì mà tụi. Nấu cơm mà. Nấu cơm đã cho Ừ. uống hồng rồi Đã à. thôi. Ở đã rồi à? Từ nấu được cơm đặt cho ông rồi, Đã giỏi cho công lắm. thứ có trống đâu bị. Vẫn thấy một chén cơm nhỏ nhỏ với là hai ba miếng thịt. Vẫn biết em ăn chứ. Dạ. Vâng, muốn ở nhà thì phải giỏi chứ. Vậy muốn ở nhà là phải giỏi. Nếu muốn giỏi thì đi, mà ở nhà Ừ. giỏi thì phải để Ở ở nhà nhà rồi giỏi có cho ăn đi chưa? mà. Đúng Ừ. rồi, ở nhà phải có sẵn cho vui chứ. Quý vị thân mến, hôm nay là vừa sau một ngày khi mà hàng xóm láng giềng, chính quyền địa phương và nồi tộc họ Lê đã tổ chức lễ mai táng để chôn cất ông Kim đấy, về nơi an nghỉ cuối cùng, để tiện đưa ông Kim về nơi an nghỉ cuối cùng đấy. Thì ngày hôm nay Khanh quay trở lại đây để thay mặt cho các nhà hảo tâm, thay mặt cho quý vị đồng viên chỉ đoái và đồng thời thì thắp cho ông Kim nén hương. Và chúng ta cũng vào để trò chuyện với chị xem cái tâm lý của chị như thế nào. Bởi vì trong những ngày vừa qua rất nhiều người chúng ta quan tâm, chúng ta rất là thương chị Đoái và rất lo lắng rằng không biết rồi sau khi ông không còn nữa thì cuộc sống của chị, tâm lý của chị sẽ như thế nào. Và bây giờ đây Khánh mời quý vị chúng ta sẽ đồng hành cùng với Khánh. À, chúng ta vào phía trong thắp cho ông nén hương và chúng ta sẽ cùng trò chuyện với chị một chút quý vị nhé. À, mời quý vị chúng ta cùng theo dõi. Mới ngày hôm qua thôi thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây là rất là khá là đông người đến để chia buồn, nhưng mà bây giờ thì lại trở về với khung cảnh ngày xưa rồi. Đó là một cái căn nhà với cái sự lặng lẽ đầy hoang vu. Và trước kia còn có ông thì còn có tiếng ra tiếng vào. Mỗi một lần chúng ta lên thì chúng ta nghe những cái tiếng nói của chì rất là to, bởi vì ông thì nặng tai cho nên là chì phải nói thật to thì ông mới nghe được. Còn ngày hôm nay lên đây với một cái không khí nó nặng trĩu, nó lặng lẽ lắm quý vị ạ. Không biết là bây giờ chị có đeo bao bóng quanh tay hay không? Và tâm lý của chị thế nào? Thì bây giờ mời quý vị chúng ta sẽ cùng Khánh vào phía trong nhé. Chị Đoái ơi! Chị làm gì đấy? À, mần đồ để cúng cho ông ha? Em lên để thăm chị đây. Dạ. Còn đâu cũng một tụi nhiều. Mình dễ phải hỏi tụi nhiều hỏi. À, làm đồ để cúng buổi tối cho ông hả? Em chào chị. Chị hàng xóm á? Con này cũng lỗ. Em chào chị, em gác cái này Ủa lên mất đây nhớ một. là tụi nhiều hỏi. Mình bừa 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 thứ gì mình bừa tụi nhiều. Ra được rồi. Em gác cái đồ lên đây một tí. Dạ. Hôm nay em lên để thăm chị đấy. Nhiều người gửi Mua lời đồng. thừa. Sữa này là lên để thắp hương cho ông. Ừ, mua thừa Ừ. mình. Dạ, sữa lên thắp hương cho ông. Mọi người trong những ngày vừa Ăn qua bột nhá. Mày là sao, thuần rồi nha. Mày muốn mới mua quá đâu. lần nào Khánh lên đây cũng chỉ đoái cũng cứ đưa ra lon bò húc để đưa cho Khánh với là bàn cameraman để uống. Đừng có mua bò húc nữa, để tiền đó Mới để. mua quá. Tiền tiền tao vừa mày hỏi không cả. Ừ. Ế cho mày được 1 triệu. Dạ. Anh Hải anh cầm cho để mà Mày như hạch tiền thẳng. để hạch toán lại Mày để. như chắc tiền thẳng cũng. Cái nhà thiếu thảo thì mình nhà bếp khác nấu. Dạ đúng rồi. Mày chứ mình được. Ừ, ít bữa nữa để ổn ổn xong công việc lo Mày cho cái ông. nấu mấy học cái nấu cái ngoài là tám. Rồi rồi rồi, Cái ngoài ok. thì nó là tám. Mai mốt là anh Hải sẽ sửa Cũng lại. mình từ nơi đến nột. Hả? Mới dây điện kêu gì con nào. Hả? Vậy đây nó không biết mình nào. Dạ, mai mốt là ai sửa Nhờ lại hay bếp nó. này? Nhờ Rồi. tí ta. Rồi rồi. Em trò chuyện với chị một chút này. Hôm nay em lên để thăm chị bởi Không. vì Nó chỉ gặp ơn. dạ. Mấy ngày vừa qua mọi người biết ông mất đấy. Rồi nhìn thấy cái hình ảnh của chị rất là thương ông, rất là buồn. Mọi người cũng thương chị nhiều lắm. Và bên cạnh đó thì chị lại khóc á, tủi thân á. Khóc nhiều quá.
Hả? Đau ruột. Đau ruột á? Quá khóc lên đâu. Ừ. Chị lại khóc. Nhưng... đừng khóc nữa nhé. Cắt mau. Không cắt mũ đâu, không cắt mũ. Nhục. Ừ. Đấy, bữa nay lúc nãy Khánh đến thì thấy có đeo bao tay để bưng đồ hơi bận, nhưng mà giờ thì tháo rồi, tốt. Bộ khi mà bưng đồ phải tháo. Ừ, thôi. Khi nào bưng đồ thì mình đeo cái bao tay vào để cho sạch. Chứ còn bình thường mình tháo ra cho thoáng nhá. Ừ. Em nói này, mấy ngày vừa rồi là các nhà hảo tâm đấy, rồi những người mà theo dõi chương trình của em là thương chị nhiều lắm. Và thương ông rất là nhiều. Mọi người gửi lời động viên đây này, em đọc cho chị nghe này. À, trong Đắk Lắk là lần trước là có cháu ngù rồi. Ngủ cho bá thiêu thằng tạm. Đúng rồi. Mong đám thằng tạm. Cháu ngủ mai rồi Lương Quang rồi Huấn này. Ở Đắk Lắk là vừa rồi gửi 3 triệu để biếu ông với chị đấy. Bây giờ ngủ trong nhà đi đâu. Ờ, bên đi ngủ trong nhà đi rồi nhé. Mà đợt này đấy, đợt này là cô Quang Lương đây, mẹ đây đây. Mẹ đây đây, cô Quang Lương nhắn gì gì đây, nhắn đây. Cháu ơi, hồi sáng cô có nhờ người chuyển 1 triệu 100.000 đồng vào tài khoản cháu, nhờ cháu thắp hương ông Kim. Cô đang bị ốm. Đó là số tiền các cháu ở Đắk Lắk. Trong này đang mùa thu hái cà phê nên không về được, nhờ cháu giúp cô. Đấy, tức là những người cháu của cô là bà con của chị ở trong. Người mai vui chứ? Không, bữa nay gửi tiếp. Ừ. Mà bữa nay không có. Bữa nay gửi tiếp 1 triệu mốt nữa để về thắp hương cho ông. Ừ. Dạ, thì em đang để cất đây để em tổng hợp lại để mai mốt lo cho chị. Ừ. Nhá. Hiểu không? Trong những ngày vừa qua là có một số nhà hảo tâm, cũng có khá khá nhiều nhà hảo tâm gửi tiền về cho em để giúp cho chị đấy. Nhưng ai đúng đâu nói của đại chị đâu. Không gan gì hết nhá. Có những nhà hảo tâm. Thế còn anh em bà con thì đâu đó đôi khi cuộc sống nó khó khăn, chưa giúp được lúc này thì lúc khác. Chị yên tâm đi. Ừ. Nhá. Thế bây giờ này. Bây giờ thì trước tiên là lúc còn sống đấy thì ông rất là thích uống sữa pha mi. Đó, mà bây giờ thì ông mất rồi. Lúc ông đang còn nằm viện thì em không lên thăm ông được. Bây giờ ông mất rồi, nhưng mà chúng ta cũng mua ít sữa pha mi lên để thắp cho ông. Để ông uống nhá. Đi, chị em mình vào thắp hương cho ông đi. Con chào ông nhá, con Khánh đây. Con đặt trở lên bàn hả? Để đặt đặt lên bàn đấy. Lúc đang còn sống quý vị, ông mỗi một lần mà Khánh lên đây đấy, Khánh cứ thường mua cái sữa. Cái thơ lâu của nó mới nội dung. Dạ dạ, Khánh cứ thường mua sữa lên cho ông uống. Và mỗi một lần mà nhìn đã ông câu đấy. Mỗi một lần mà nhìn ông uống cái sữa Famy này ấy, rất là cảm động luôn. Ông thường nói là khi mà ông ngầm một hộp sữa ông uống, ông nói là giá trị hả. Cho nên là hôm nay Khánh mua sữa Famy lên để thắp hương cho ông đấy. Đó, để cho ông uống. Hy vọng rằng là ở nơi chín suối ông vẫn có thể là thụ hưởng được chút tấm lòng nhỏ nhỏ của cháu Khánh. Để bây giờ cháu sẽ em thắp cho ông nén hương. Rồi nén thơ tháo tháo mình á. Hả? Cái gì? Để mà. Để ăn một hộp nhá. Không, tí nữa ăn. Ăn ấy mới chịu nữa. Dạ, hôm nay ai nấu cơm để thắp hương cho mình? Mày nấu cơ. Mình nấu á? Ừ. Mày ngày hai bận thôi, mình thơm khúc. Ừ. Mãi mới. Hôm trước rồi. Mãi đến nhiều nhá. Hôm trước rồi ai tròn hả? Mãi đến nhiều. Rồi chờ em. Mãi cũng bằng ấy. Dạ. Chị nấu cơm để cúng cho ông. Mãi cũng lát là dư mấy chỗ lên rồi. Được chị. Ai ý em hỏi là chị nấu cơm để cúng ông nữa hả? Ừ. Nấu cơm thưởng mấy hai bốn năm. Dạ. Vừa quá của ngài dưỡng thọ lấy ta vướng. Dạ. Chị sang đứng bên này này. Đừng đứng đó, đứng bên này. Đứng đó. Dạ, đứng đó. Rồi, ok, đứng, lùi ra sau một tí. Lùi ra sau, sát tường. Rồi, dạ. Con chào ông Kim. Con là Hà Huy Khánh. Con là người mà đã thường xuyên đến để thay mặt cho các nhà hảo tâm để chia sẻ, để động viên ông trong những năm tháng gần đây đấy.
Và hôm nay sau khi ông không còn nữa, con tiếp tục quay trở lại. Hôm nay con có mua cho ông ít hộp sữa pha mi để thắp hương cho ông. Bởi lúc mà còn sống, ông rất là thích uống cái sữa này. Con còn nhớ rất là rõ cái hình ảnh, cái cảm xúc của ông khi mà con mua sữa pha mi lên và mở ra cho ông uống. Ông cảm giác rất là ngon và ông rất là trân trọng từng ngụm sữa, từng hộp sữa mà con mang đến. Ông thường nói rằng là giá trị hả? Ngon quá, ông rất là thích. Cảm ơn con. Và những cái hình ảnh đó nó cứ lưu lại trong cái tâm trí của con. Và ngày hôm nay ông không còn nữa. Con không biết nói được cái lời gì để cho ở nơi chín suối ông có thể nghe thấy. Con chỉ biết nói lên những cái tâm sự. Và ngày hôm nay con mua lên những hộp sữa, hy vọng rằng ở nơi chín suối, ở thế giới bên kia, ông vẫn có thể cảm nhận được và có thể thụ hưởng được chút lễ vật, chút tấm lòng thành của con gửi đến ông. Và cũng nhân dịp ngày hôm nay con lên đây trước ban thờ, trước di ảnh của ông, con xin được thay mặt cho các nhà hảo tâm, những người mà đã rất yêu thương ông trong suốt thời gian vừa qua. Các cô chú, các anh chị, các ông, các bà, các bác đều gửi qua con những cái lời cầu nguyện đến ông. Cầu nguyện cho hương linh của ông ở nơi chín suối được siêu thoát, được mồ yên mạ đẹp, được yên nghỉ. Và mong ông linh thiêng phù hộ cho chỉ đoái được mạnh khỏe để chỉ có thể trở thành như những người bình thường khác, để tiếp tục cuộc sống và hàng ngày có thể lo trọn vẹn hương khói cho ông nhé. Dạ, một lần nữa con được xin được cầu nguyện cho hương linh của ông nơi chín suối được siêu thoát. Dạ. Hôm nay ngoài những hộp sữa mà con mang lên đây để thắp hương cho ông đấy, thì còn có rất nhiều nhà hảo tâm gửi tiền cho con để phúng viếng ông, và qua đó cũng để giúp đỡ cho chỉ đoái trong những ngày sắp tới khi mà ông không còn nữa. Nhân ngày con đến đây ấy, con cũng xin được báo với ông để ông ở đâu đó nơi chín suối ông cũng được yên tâm rằng ở trên dương gian này các nhà hảo tâm vẫn luôn tiếp tục theo dõi và tiếp tục chia sẻ để giúp đỡ cho chỉ đoái là người con gái còn lại duy nhất của ông mà ông rất là hết mực yêu thương. Và danh sách cũng như là số tiền mà các nhà hảo tâm gửi về cho con để giúp đỡ cho chỉ, để phúng viếng ông ấy, con sẽ tổng hợp lại và trong một vài ngày tới đây nữa để con chờ đợi, bởi vì còn có rải rác những nhà hảo tâm họ bắt đầu mới biết đến và đang chờ họ chuyển tiền vì họ đang hứa, nên con sẽ chưa có thông báo trong ngày hôm nay. Con chỉ mới thông báo như vậy để ông biết. Còn cụ thể những người gửi tiền về để giúp đỡ cho chị, để phúng viếng ông, bao nhiêu tiền, danh sách ra làm sao, thì trong ít ngày nữa con sẽ đến rồi con sẽ thông báo để cho ông và cho chị được biết ông nhé. Ở nơi chín suối mong ông được yên nghỉ, được thanh thản và linh thiêng phù hộ cho chị được gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn ông. Dạ. Chị yên tâm nhé. Dạ dạ, đứng đây em nói này. Dạ dạ. Chị yên tâm nhé. Ông linh thiêng, cái nơi mà để ông yên nghỉ ấy, cái phần mộ của ông ấy, là cái vị trí đó hôm trước em xem rồi, đẹp lắm. Còn mộ của con rất là đẹp. Đẹp. Quý vị chúng ta nhìn thấy hôm đó thì cũng rất là
là may được chính quyền địa phương, được dân quân tử về, được bà con lối xóm rồi anh em nội tộc và cái sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm nữa, cho nên là đã làm cái lễ an táng cho ông một cách rất trọn vẹn, rất đầy đủ. Và cái phần mộ của ông ấy, cái ngôi Số mộ của ông, số ngón mây thôi. Mây tháng đấy là có ai bảo? Có ai là em? cái phần mộ của ông rất là đẹp rồi. Và đặc biệt nữa là cái nơi mộ phần của ông là một cái vị trí mà Khánh cảm nhận là rất là đẹp. Lưng thì tựa đồi mà còn mặt thì hướng ra đồng ruộng. Đấy, ao hồ rất là mát mẻ, còn hướng để nhìn về bạn làng nữa. Cho nên là chắc chắn rằng là đó là một cái huyệt mộ rất là đẹp. Đó, và ông sẽ được yên nghỉ. Tớ bao bộ hát hát lúc đấy rồi mua Yeah. thì mua cho Và ông sẽ linh thiêng phù hộ độ trì cho chị được khỏe mạnh, chị yên tâm nhé. ăn cái nữa Dạ dạ. Hôm nay lên đây chị đoái này. ăn cái nữa mày ơi Dạ. ăn cái bộ học tao muốn nữa. Rồi rồi tí nữa em ăn. Lần nào lên cũng mua bò húc. Cái Đây là cái giường quý vị ạ. mà mãi mày đâu Chị mãi đoái. mãi mày nữa. Là đây em nói nè. Cái giường này là cái giường mà ngày xưa là em thay mặt các nhà hảo tâm mua lên cho ông đúng không? Có mấy đâu nữa. Dạ. Mua giường rồi chăn ga gối nệm lên cho ông, thì bây giờ ông mất rồi thì cái này để làm sao? Để đâu? Cái này mãi họ bằng hai cái tuy hỏi này mấy không biết gì không biết đâu. À, Có đâu đốt. thường ở quê thì Cái này mày muốn để lại họ cái gì thường hay 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 đốt, nhưng mà bây giờ giường sắt này thì không đốt được đâu. Chứ này mày muốn để lại mà mày thôi nữa. Dạ. Thôi thì không sao cả. Ông ngày xưa ông còn sống thì ông nằm. Bây giờ ông mất đi rồi đấy, thì mình để lại mình nằm cũng được, không sao hết nhá, Thì không phải kiêng cừ gì hết đâu. hỏi những ai đó. Dạ. Thế còn vấn đề quan trọng nữa này Mà đêm hôm nay giải cho ông Phật thôi. hả? Đêm giải chuột cảm. À, đềm chuột cắm, một cái phòng nhỏ của ông, nơi mà bây giờ đang thờ ông đó quý vị, đó chính là nơi mà lúc còn sống ông ngủ đấy. Ừ. Và có đợt là Khánh lên ông còn nói là thỉnh thoảng đêm ngủ chuột nó còn bò qua người nó rất tồi. Ông già yếu rồi không nép giòn gì được, chỉ đoái thì cũng không được nhanh nhẹn lắm, lại Mấy giờ yếu, nữa ngủ một phát giảm sức sức yếu. chết. Mày mới đến ngủ mấy giờ thầy nó. Ừ rồi thì hôm nay em lên thăm chị Em một lên. chút. Ừ, hôm nay lên thăm chị một chút, trò chuyện với chị một tí nhá. Bữa nay mọi người thấy chị không đeo bao tay nữa, mọi người mừng lắm, vui lắm. Có em kể cho chị này, có chị Nghiêm Thị Hạnh đấy, ở trong Lộc Ninh Bình Phước ấy, chị thương chị lắm, thương ông lắm, gửi tiền về cho em để biếu cho chị này, Vừa mới thắp vừa chứ. thắp hương cho ông. Bữa nay gửi tiếp, mọi bữa gửi rồi bữa nay gửi tiếp. Mà ừ ai gửi được nhiều nữa, được 2 triệu mà à. Hai ừ đợt một đứa anh Hải chứ. ừ hai đợt đưa cho anh Hải là 20 triệu, đó là lần sau 10 triệu ấy là để lo chi phí mai táng, còn lần trước 10 triệu là để thuê máy thở cho ông ở bệnh viện. Còn có tiền nữa rồi mai mốt thì em sẽ công bố tiếp nhé. Rồi có cô Hồng Yên, Mấy hai diễn hướng của anh. thì giếng hư thì sửa không sao cả. Em nói này, có cô Hồng Yên ở bên Mỹ đấy, cô đó cũng rất là thương chị. Cô nói là mai mốt mà chị sửa nhà bếp này cho sạch sẽ là cô sẽ góp tiền cô cho chị để sửa nhà bếp nữa. Rồi máy bơm mà có hỏng là cô sẽ giúp đỡ chị để sửa máy bơm để ở. Ai hứa là diễn mấy bữa diễn hứa Giếng diễn hứa chưa phải 700-800 bạc giếng hư sẽ có người lên đây sửa cho chị. Yên tâm. kêu khóa hóa nhưng đòi mà vùng kiếm kiểu nó xuống mấy nó biết nha. Rồi, chị yên tâm. À, hôm trước là có chị Xoa với là chị Phương làm bên cán bộ thôn đây, họ cũng nói rồi. Cứ hư hỏng gì ra đâu gọi là... Thì họ nói này họ cũng muốn Hả? Đấy, yên tâm nhé. họ thì mắc trong con Ừ. họ này nhá. Rồi còn rất nhiều nhà hảo tâm gửi lời hỏi thăm chị nữa, và trong đó là có chị Thúy ở trong Quảng Bình đấy. Chị nói rằng là chị Thúy nói rằng là đợt này thấy chị đoái hay bị đau đầu phải không? Anh đâu đâu Hay đau đầu. Cho nên là chị Thúy có nói với em là biết là em Hoàng Như Phường ấy, vợ của em đấy, là bán cái sản phẩm hàng Nhật đấy, là các cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe đấy. Đấy, thì em Phường là nói với em là lên tặng cho chị một hộp Hộp chín à? Hộp hộp thuốc đại đau đầu, nhưng mà chị Thúy nói rằng là để chị tặng trước. Chị Thúy ở trong Quảng Bình nó để chị tặng trước. Đấy, cho nên là
Bây giờ là chị Thúy mua cho em Hoàng Như Phương một cái hộp thuốc đau đầu này này. Nhà của Nhật. Cái này là dùng để bộ não. Đấy, uống vào là giúp tăng cường lưu thông Nhiều khí quá, huyết. uống vào trong cả nhà, uống đấy. Đó. Những cái đợt trước mà cái thuốc Nhật ấy mà mọi người cho ông Nó mà là nửa bé đâu. ông không uống được, ông mất rồi, bây giờ chị uống được không sao hết, tốt lắm nhá. Mấy gì thôi. Không hài chi hết. Đây này. Cái này là cái mà bộ não đấy, dùng để giúp tăng cường lưu thông khí huyết này, tăng cường máu lên não này, giúp hỗ trợ những người bị đau tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt. Dùng cái này hiệu quả nhé. Đây, một ngày là chỉ uống 2 viên. Có trong Đấy, một ngày chỉ uống 2 viên. không? Đấy, uống vào buổi sáng thôi, uống sau ăn nhé. Cái này là của Nhật đấy, dùng tốt lắm nhé. Một Dùng ngày mình cái uống mà 2. mua đây. Khác chứ. Đấy. Mà Nhớ là một ngày mình uống 2 viên vào buổi sáng. Ôi, rơi 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 mất 1 viên, 2 viên đấy. cũng mới biết Một ngày 2 viên. đắng Không đắng. lần biết nào Lần 2 viên thôi. Một ngày uống 2 viên thôi. một một viên thôi. Uống 1 viên rồi à? Ừ, Rồi, được ok. đắng đi Không, đắng mà không đắng. nó mất ít hay nửa bé Thì cái này thì có 60 viên thôi mà. đắng lắm Nửa be là do họ 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 cũng sản không xuất bán như thế. nhiều đắng. Hả? Không, uống vào đi, uống vào cho khỏe. Cái này chỉ thông minh như thế rồi, chỉ uống vào nó còn thông minh hơn nữa đấy, bởi vì nó còn cung cấp cái thành phần của DHA và EPA, nó giúp cho trí não của mình nó minh mẫn hơn, thông minh hơn này. Đấy, dần dần là chỉ khỏe hơn đấy. Uống nước vào, nhai rồi uống nước vào, lấy nước uống vào. Đừng Em nói này. có Là có một số nhà hảo tâm gửi tiền cho em để giúp cho chị. Thì bây giờ là họ vẫn đang tiếp tục gửi tiền, vẫn đang rải rác. Để này, em mở chị xem chị đọc được không. đâu Đây này, chị đọc đọc đọc. Đây này, mở chị xem này. Đây. Đây đây, nhiều người này. Chị thấy không? Có người mới gửi cho em này 100.000 rồi. Gửi chị chia À, chị gửi chia buồn cùng chị đoái này. Thấy chưa? Đấy. mình gì trong đồng lắc còn trong đồng nói của đã chứ Đây này, tiếp tục này. Chị Bùi Thị Gái này gửi 500.000 đồng này, thấy không? Bùi Thị Gái này gửi 500 chuyển tiền cho chị đoái này. Đó, thấy chưa? Đó, rồi tiếp tục này. Đây là Hoàng Thị Nha này, hay Hoàng Thị Nhà, hay Hoàng Thị Nhã này, là chuyển tiền ủng hộ chị đoái này, 200.000 đồng này. Đó. Rồi đây này, tiếp tục nữa là chị Anh Nhân ở Sài Gòn thắp hương ông Kim này, 100.000 đồng này. Đó, nhiều người lắm. Nhiều người chuyển tiền để giúp đỡ. Đây này, chị đọc được không? Đây này, cô Hồng Yên này, Hồng Yên con e là ở bên Mỹ đấy. Đây, từ đời cha đến đời con, số phận nghiệt ngã, mong Khánh tìm mọi cách để giúp chị ấy sống ở nhà nhé. Tức là mong cô ấy, cô Hồng Yên dặn là em là hãy tìm mọi cách để giúp cho chị Đoái ở nhà đây, chứ không vào trong cái trại ở trong Hà Tĩnh. Ai mới nổ. Đúng đúng chưa? Chị không thích đi trại đúng không? Ở nhà đây đúng không? Đó, ở nhà đây em sẽ giúp chị, sẽ kết nối các nhà hảo tâm để giúp chị. Mà Chị tôi yên tâm nhé. 1 năm em lên 1 lần nhé. À quên, 1 tháng em lên 1 lần nhé. Rồi này, tiếp tục này. Này này. Cô sẽ hỗ trợ để Khánh cùng các nhà hảo tâm đâu bà chuẩn giúp đỡ chị ấy trong thời gian tới này. Nghe này. Đừng để đoái phải đi trại nhé. Chị ấy sẽ không sống nổi đâu. Nghe chưa? Đấy, thấy chưa? Đó, đấy là cái lời nhắn của cô Hồng Yên đấy. ăn Chị đây nghe rõ chưa? ngã là mất năm trụ ngã là phạt năm trụ Chào chị. Dạ. Ai đấy? Chị là ai? chị xoán chị xoán thế nào ơi À, chị Soan hôm trước á? chị xoán thế không phải ai Hôm trước chị đeo khẩu trang em nhận ra. chị xoán đó Ừ. chị ít đẹp gái lắm Đẹp gái gì? Rồi ra đây. Chị Soan ơi, thấy là chị đoái bên đây tiến bộ không? rồi Giỏi đấy, thấy chưa? mà nấu cơm ta đâu Chị đoái bên đây này, chị đoái bên đây giỏi là không. Em găm cái trò chuyện chị bên Soan nào đi. đâu mà luôn biết Chị ra biết Soan là bên chỗ mặt trần này. Đấy, hôm nay em lên đấy là đưa thuốc đau đầu lên cho chị đoái uống này. Thuốc của Nhật luôn. hai hai anh em mới mới lên Mới hả lên.
xong rồi là mua sữa để lên thắp hương cho ông. Rồi đồng thời cũng báo với chị là có nhiều nhà hảo tâm gửi tiền để giúp cho chị. Nhưng mà trước mắt là vì là mọi người mới biết thông tin cho nên đang rải rải, đang chuyển tiền về thì để ít bữa nữa. Mọi người ổn định chuyển tiền đầy đủ xong rồi em sẽ tổng hợp lên em báo với chị. Và hôm đó thì sẽ có cả cán bộ thôn xóm và thậm chí là có cả chính quyền địa phương về đây nữa. Trên xã về đây để chứng kiến nữa. Giỏi lắm đó. Đó, rồi là tới đây là được bên chỗ hội phụ nữ, rồi bên ban mặt trận, rồi bên chính quyền thôn nữa là sẽ giúp đỡ cùng với chị. Thế tụi ba anh đợi đi, ba anh sáng ngủ mới nói không, không phải ngủ không? Ừ. Ừ. Nói mà tôi ngủ được chắc. Cái này cho ba anh đợi lên đi, ba anh lên ngủ với đó. Cho mà, ba thêm trù cho rồi chi? Ừ. Ừ. Có. Họ gửi chuối cả nhà nó vào trống. Hả đúng. Họ gửi cho chuối cả nhà nó vào trống không? Chuối cái má sẽ ngửi đó là. Đi ăn gì bữa tươi? Nấu cơm mà. Nấu cơm đặt cho ông hồng rồi. Đặt cho ông thôi. Đặt rồi à? Từ nấu được cơm đặt cho ông rồi, giỏi lắm. Đặt cơm trước có trống. Vẫn thấy một chén cơm nhỏ nhỏ với là một miếng thịt, hai ba miếng thịt. Vẫn biết em. Dạ. Vâng, muốn ở nhà thì phải giỏi chứ. Vậy muốn ở nhà là phải giỏi. Nếu muốn giỏi thì đi, mà ở nhà giỏi thì phải để ở nhà trả cho đi ha. Đúng rồi, ở nhà phải có sẵn cho vui chứ. Đi buồn lắm. Đấy. Với mọi người khen, như... mọi người khen là bữa nay là chị đoái là không đeo bao tay nữa. Được rồi, lấy nó cho ăn nuôi. Chị chứ ăn đến giả. Tiền thập hương Hải lấy nó có bán. Tiền thập hương là anh Hải cất cho, chứ không phải... Đừng nói anh Hải lấy. Anh Hải cất cho, nhá. Bởi vì chị là không giữ được tiền. Cho nên anh Hải cất cho để làm gì? Để mai mốt đây là tổng kết lại xem là cái chi phí tổ chức tang lễ cho ông hết bao nhiêu này. Đấy, rồi còn lại bao nhiêu nữa là để cất lại để lo cho chị. Chứ không phải anh Hải lấy đâu. Mọi người thấy là hôm nay chị Đoái này, chị Đoái rất là giỏi. Không đeo bao tay nữa. Trước đây mà cầm được cái tay chị Đoái này rất khó, nhưng bây giờ lên đây là chị Đoái. Ờ, này, tay đẹp hơn tay áo xoắn rồi nè. Chứ mà đẹp hơn tay áo xoắn đúng không? Bữa đó Khánh bữa đó Khánh cho cái bấm móng tay để đâu rồi? Cái chị rất đẹp cô. Chị đi đẹp mà. Ai thấy cả. Chứ mà vẫn đẹp, đẹp mà. Vẫn đẹp, tay vẫn đẹp bằng tay áo đoái mà nè. Chị Đoái cũng đẹp. Có nghe không? Chị nhớ trong mất nắm thế chị. Đúng nữa nè. Rồi tay nhớ nữa nè. Nhớ giỏi lắm. Chị Đoái cũng rất là đẹp. Mà bây giờ chị Đoái mà đừng có trùm bao bóng quanh tay nữa này. Nó đẹp nữa. Rồi ăn mặc những cái áo quần mà mọi người mua cho đấy. Chị cứ mặc. Mà đồ mua bao rách vậy đó nào con. Rách hết à? Nắng máu rách nữa. Lừa nè. Có cổ nữa mà. Thế bữa sau để đưa áo quần khác lên cho mặc nhá. Mày thích vải tôi ở nọ. Ờ thì đưa váy lên cho nhá. Vải thì phải mua hai chứ mua đóng ai mặc vải. Mua hai cởi thôi. Rồi gì? Bữa sau. Mua đóng ai mặc vải. Bữa sau em lên đây. Rồi em sẽ cả cùng với chị chị Xoan đi nữa. Ta đi mua vải ha. Ta sẽ chợ chị đi ra thị trấn, mình sẽ mua tròn bộ áo quần. Hả? Trên nhà gần viên đấy. Không, thì lên đấy, lên chỗ gần viên đó. Nhà kế bên nhà tổng quốc. Ừ, lên thị trấn ta mua váy. Rồi là gần Tết là mình sẽ đi làm tóc cho đẹp để ta đón Tết. Tóc nào mà? Hả? Làm tóc cho đẹp. Mình vải tóc nữa. À, đi mua chắc vải thôi à. Thích chắc vải. Ờ, thế bữa sau đưa đi mua váy nhá. Thích mấy cái vải? Của nhà có hai tuổi thôi. Mình xin mấy em chưa thích mua mấy cái nữa. Mà nếu mà giỏi đi thì mua mấy cái nào được. Đúng rồi. Dài váy rồi là cả dép nữa. Cả dép đẹp nữa để đi nữa. Nếu mà giỏi đi thì mua mấy cái nào. Dẹp có gọt đấy, gọt đóng mà đi quen nhà đi. À, ở mố mở coi nó. Trong sâu nó. Đợi chứ vui nhìn nó đi làm mừng rồi. Đi đám về đây mới cho trù ăn xong đấy. Đám chi, đi đám chi. Chị, nhà chị cái sáng đám cưới ở xóm á. Dạ. Thì hôm nay thôi lên đây thì vì là cũng là em lên thắp cho ông nén hương đấy, cho nên là cũng không chưa có liên kết với chị. Không, đấy là tiền tinh cơ chị cũng có thứ. Hôm sau thì như hôm rồi. Trước chị em mình có bàn với nhau đấy, thì kế hoạch để mình chia sẻ để giúp đỡ cho chị Đoái trong cái thời gian tới là cứ như vậy chị ha. Đấy, chắc chị cảm ơn anh em nhá. Chắc chắn là chị Đoái của chúng ta sẽ ngày càng tuyệt vời hơn. Anh ấy thì tuyệt vời rồi. Ừ. Đó. Anh ấy thì quá tuyệt vời rồi đấy, đúng không? Em nghe. Lúc nãy giờ đấy là em đọc cho chị một số nhà hảo tâm gửi những cái lời động viên đến chị như vậy, thì chị có muốn nói gì với các cô chú tí không? Chị nói chị nói, nói đi chị em mình. Chị cảm ơn nhà hảo tâm. Ừ. Chúc nhà hảo tâm sống mãi ra để chị được như. À rồi, ok. Rồi. Sống trẻ mãi không già để chị Đoái được nhờ ha. Ừ. Đó. À, cảm ơn cô Hồng Yên đã có những cái lời nhắn, những cái lời động viên đến chị Đoái. Cảm ơn chị Nghiêm Thị Hạnh ở Lộc Ninh Bình Phước, cảm ơn chị Thúy Võ ở Quảng Bình,
và cảm ơn rất 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 nhiều nhà hảo tâm mà Khánh chưa có đọc tên hết được ở đây, đã dành những cái tình cảm đặc biệt để giúp đỡ cho chị Đoái và ông Kim trong suốt thời gian vừa qua. Và cảm ơn tất cả những quý vị đang theo dõi chương trình ở đây đã dành những cái sự chia sẻ, những cái lời động viên bằng những cái bình luận, bằng những cái lời cầu nguyện trong suốt thời gian vừa qua, đã đồng hành cùng với Khánh để giúp đỡ, để chia sẻ cho chị Đoái và ông Kim. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn hôm nay thì Khánh lên để thắp cho ông nén hương và cũng trò chuyện với chị Đoái đứng nhá. Và thông báo với chị Đoái một chút thông tin là như vậy. Và em cũng thông tin với chị rằng là ngày mai là cái ngày lễ cúng 3 ngày cho ông. Nhưng mà bây giờ thì em phải đi rất là xa. Em đi vào Quảng Bình. Vì ở trong Quảng Bình đấy, trong thời gian cách đây được 2 tuần thì Khánh có vào trong đó và cũng có một số cái trường hợp đặc biệt được quý vị chúng ta quan tâm và giúp đỡ. Nhưng mà trong cái thời gian gần đây thì Khánh có công việc phải đi rất là xa và chưa có quay trở lại được. Cho nên là bây giờ thì Khánh phải đi vào ở trong kia. Đó, cho nên là ngày mai thì em không đến để thắp hương cho ông trong cái lễ 3 ngày, cúng 3 ngày được. Thì em cũng lúc nãy cũng thắp hương cho ông rồi. Và cũng giờ cũng báo với chị như vậy để chị biết. Rồi ít hôm nữa thì em đi Quảng Bình về rồi em quay lại sau nhá. Cảm ơn. Nhá. Thế nhá. Cái chị nướng tệ mà có chậu đó. Ừ, chậu rồi. Tổ. Ừ, rồi. Chị đeo cơ. Ừ, để con trả lại chị đi. Ừ. Để mà con trả lại chị. Ừ. Rồi, thế nhá, em về nhá. Đến ừ, cho sẵn nữa. Ôi, hả? Em về nhá. Ủa, con đập chị. Đó, con ăn cho mà đập. Chị Xoan nhá. Chị, cũng cố gắng rồi, là vẫn biết rằng là mình thì cũng rất là bề bộn công việc gia đình rồi công việc tập thể nữa, nhưng mà cố gắng làm sao động viên chị Đoái. Dạ, ok. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều nhé. Còn bây giờ thì Khánh tạm thời khép lại video ở đây. Chúc quý vị luôn được thật nhiều sức khỏe, được gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và tiếp tục đồng hành cùng với Khánh quý vị nhé. Quý vị hãy để lại những lời nhận xét, những lời góp ý giúp cho Khánh, cũng như là để chia sẻ để chúng ta có cái phương án để giúp đỡ cho chị Đoái bằng những cái bình luận ở trong video này. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào toàn thể quý vị. Bye bye. Em về nhá. Cảm ơn nhá. Dạ.